Chào quý độc giả đã quay lại với chương trình Phong thủy và số phận ngày hôm nay. Chương trình hôm nay sẽ giới thiệu cho quý độc giả: nữ sinh năm 1993 hợp với tuổi nào và nên lấy chồng tuổi gì để có cuộc sống hạnh phúc? Nữ sinh năm 1993 hợp với tuổi nào, quý Dậu nên lấy chồng tuổi gì hợp nhất? Và nữ sinh năm 1993 hợp với nam sinh năm bao nhiêu, xem tuổi vợ chồng có hợp nhau hay không? Tất cả các câu hỏi này sẽ được trả lời trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đôi nét về đường tình duyên của tuổi quý Dậu. Đường tình duyên của tuổi quý Dậu, nữ mạng được chia ra làm 3 trường hợp cụ thể. Trường hợp thứ nhất, nếu bạn sinh vào các tháng 5, 6, 9 âm lịch thì cuộc đời của bạn phải có 3 lần thay đổi về đường tình duyên. Trường hợp thứ hai, nếu bạn sinh vào một trong các tháng, tháng riêng, tháng 2, tháng 7, tháng 10, 11 và tháng chạp âm lịch thì cuộc đời của bạn phải thay đổi 2 lần về đường duyên. Còn những bạn sinh vào tháng 3, tháng 4 và tháng 8 âm lịch thì bạn chỉ một vợ, một chồng mà không phải có sự thay đổi nào về đường tình duyên. Vậy, bạn có biết tuổi nào hợp về kết hôn cho quý Dậu của nữ mạng? Trong việc lựa chọn lương duyên hay kết hôn với những người tuổi này thì bạn sẽ sống được cao sang quyền quý. Đó là nếu bạn kết duyên với các tuổi quý Dậu, ất hợi, đinh sửu, kỷ mão, tân kỵ và tân mùi. Các quý cô tuổi Dậu đừng quên những tuổi này. Vì khi bạn kết hôn với những tuổi này thì có thể được sống giàu sang vì rất hợp tuổi về đường tình duyên và hợp về cả đường tài lộc. Chi tiết cụ thể từng trường hợp sẽ có trong phần tiếp theo. Nữ quý Dậu 93 kết hôn với nam sinh năm 1984 Giáp Tý thuộc mệnh hải trung kim, vì cùng mệnh kim nên được tương sinh, vợ chồng hòa hợp, gia đình êm ấm và hạnh phúc. Nữ quý Dậu 93 kết hôn với nam 85 tuổi Ất Sửu có mệnh hải trung kim, hai người vừa cùng mệnh kim vừa cùng địa chi tam hợp nên quan niệm xưa tin rằng gia đình sẽ sung túc, con cái giỏi giang, hôn nhân bền vững lâu dài. Trong trường hợp nữ quý Dậu kết hôn với nam 1986 tuổi Bính Dần thuộc mệnh lưu trung hỏa, mặc dù mệnh hỏa khắc mệnh kim nhưng trong trường hợp này chồng chế khắc vợ lại là tốt. Mệnh kiếm phong kim cần có lửa trong lò để hun đúc và tạo thành khí cụ tốt hơn. Nếu kết hôn sẽ có một gia đình đầm ấm sung túc. Kết hôn với nam sinh năm 1988, tuổi Mậu Thìn, mệnh Đại Lâm Mộc, tuy khắc về mệnh nhưng hai bạn có được thiên can hợp, mậu hợp quý, có địa chi hợp, thìn hợp Dậu nên hôn nhân vẫn được hạnh phúc, gia đình hòa thuận và sung túc. Kết hôn với nam sinh năm 1991, tuổi Tân Mùi, hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, kết hôn với nhau gặp số tam vinh hiển. Số vợ chồng có chức tước và được nhiều người yêu quý. Nhưng tính tình hai vợ chồng không được hợp nhau cho lắm, nên trong cuộc sống hôn nhân gia đình, cả hai cần phải nhẫn nại, chung lo thì mới có được một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Kết hôn với nam sinh năm 1992 thuộc tuổi Nhâm Thân, hai tuổi này kết hôn với nhau không được tốt lắm. Kết hôn với nhau sẽ gặp số nhì bần tiện, số làm ăn không được khó đạt, phải chịu cảnh thiếu thốn trong một thời gian. Nhưng để lại bản tính hai vợ chồng tương đối hòa hợp, khó làm ăn, sẽ có cuộc sống ấm no mai sau. Cuối cùng, kết hôn với nam sinh năm 1993, tuổi quý Dậu, hai tuổi này kết hôn với nhau rất tốt. Kết hôn với nhau gặp số nhất phú quý, vợ chồng có cùng tuổi sẽ được hưởng phúc giàu sang, còn không may mắn lắm thì cũng là khá giả. Tính tình vợ chồng không được hợp nhau về lời ăn tiếng nói. Vì thế, hai bạn chỉ cần nhường nhịn nhau trong cuộc sống thì sẽ làm nên đại nghiệp. Những tuổi kỵ của quý Dậu.
Các bạn vừa xem qua những tuổi hợp với nữ tuổi Quý Dân Dậu để kết hôn hay hợp tác làm ăn để nhanh phát tài, hạnh phúc. Bên cạnh đó, các bạn đừng quên có những tuổi Đại Kỵ mà các bạn cần phải tránh, như không nên kết hôn với nam tuổi Canh Ngọ 1990, bởi vì khi kết hôn sẽ phạm phải tuyệt mạng. Nam tuổi Kỷ Tỵ 1989, khi hai bạn kết hôn với nhau sẽ phạm phải biệt ly. Khi nữ Quý Dậu kết hôn với nam tuổi Giáp Tý sẽ phạm phải biệt ly. Đối với trường hợp nữ Quý Dậu kết hôn với nam tuổi Giáp Tuất 1994 sẽ phạm phải biệt ly. Và tuổi nam Kỷ Mão 1999 kết hôn với nữ tuổi Quý Dậu kết hôn với nhau sẽ phạm phải biệt ly. Đây là các trường hợp bạn nên tránh. Cuộc đời của các bạn nữ tuổi Quý Dậu gặp nhiều khó khăn từ nhỏ, sự nghiệp cũng có nhiều thăng trầm nên an phận sẽ tốt hơn, nhưng lại khó phát triển về đường tài lộc. Cuộc sống cũng có phần khó khăn từ nhỏ, nhưng khi bước qua tuổi 30 trở đi thì tài lộc đến nhiều, có phần thắng lợi, cuộc đời bắt đầu đi lên. Mặc dù cuộc sống có nhiều thăng trầm, nhưng về cơ bản là sung sướng, ít gặp khó khăn về thể xác, nhưng có nhiều khổ tâm về tinh thần, hay lo nghĩ nhiều và có giai đoạn mất tự tin và khả năng của bản thân. Đây là chương trình trả lời cho câu hỏi nữ Quý Dậu nên kết hôn với nam tuổi nào. Xin cảm ơn quý độc giả đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.